Xin chào các bạn luôn. Tuần này thì chắc không làm clip về tin tức nữa, mà dẫn các bạn ra một cái nơi gọi là Balboa Island á. Cái nơi này để quay để cho nó dễ, để đây có tiếng nó rõ hơn. Quay qua đây, chắc ánh nắng này. Nếu còn thấy những cái cờ này là mới vừa qua cái holiday là Memorial Day đó, Memorial. Thì đây á, thì nó có một cái island, nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nếu người nào mà giống như các bạn ở tiểu bang xa mà tới California, mà chúng ta tới quận hạt Orange County, thì có thể ghé ra đây. Nơi đây có hai cái quán ăn mà hai vợ chồng hay ghé ra đây. Nó cũng không phải là một cái quán quá ư là xa xỉ phẩm, có nghĩa là mọi người chúng ta cũng có thể ăn được. Nó vé giá khá phải chăng. Vừa đó là hai cái ăn, một ăn là ăn Ý và một ăn ăn Pháp. Bây giờ chúng ta tới cái đảo này á, cái nơi đây thì nó cũng hay lắm. Nếu chúng ta ở xa, chúng ta tới đây chúng ta có thể mướn những căn nhà, đây là Airbnb, những căn nhà hai bên đường, những căn nhà này á, hoặc là những cặp tình nhân ra đây trước khi ăn thì có thể chúng ta đi bộ. Chúng ta đi bộ đây, chúng ta những cái alley này, những cái con đường nhỏ dưới đây. Chút xíu các bạn coi ở đây thì những nhà này thì nó có những cái nơi đóng đò thuyền đó, cái đót mấy cái thuyền, giống như mấy nhà này là mấy như là Airbnb, cái nhà nó đang bán giá ở đây thì khỏi nói rồi, những căn ở đây rất là mắc, vài triệu là bình thường. Thì dòng giống như Việt Nam gọi là cái vịnh, cái vịnh nó rất đây là nước biển, còn đây là những cái tàu ở cái nhà đang bán đây. Ok, thì nhiều khi chúng ta đi xuống đây, ta đi bộ, tức là cái con đường đi bộ. Và những người du lịch đó, họ tới đây họ cũng có thể mướn những khu này để đi bộ, ở đây là đi bộ rồi đi vô ăn uống, hoặc là đi ra chèo, gọi là chèo kayak á, chèo thuyền. Thì nếu đi qua kia thì cũng khá gần. Để coi đó, thì hôm qua đây chúng ta có thể đi, đây là những cái con đường đi bộ, đi dài lắm, đi mút chỉ cả xa luôn á. Thì hai vợ chồng hay tới đây, nhiều khi đi lễ xong chạy ra đây ăn tối đó, thì cái con đường này có thể đi bộ hoặc đi chơi. Chung quanh đây thì nó có những cái quán khá nhỏ nhỏ, là có những cái store, nó anti thôi, nó khá nhỏ nhỏ thôi. Còn hai cái quán ăn này nó vui ở chỗ đó là hai ông này á, một ông là ông Pháp, ông là người Pháp, Pháp rặc luôn, ông là người Pháp chính cống luôn. Ông vừa là đầu bếp, vừa là chủ quán ăn, rồi cái ông Italian cũng vậy, ông là đầu bếp chủ quán ăn. Mà cái hai quán ấy chỉ mở từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối, có nghĩa là phong thái làm không cần tiền á, cái làm không cần tiền, nghĩa là từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối, hình như nghỉ tuần 2-3 ngày đó. Thì tí nữa khi vô quán thì mình sẽ để cái gì đó, để cái chút cái tên với địa chỉ, thì nếu các bạn tới đây thì có thể ghé đây. Giống như chúng ta không thích ăn đồ Việt nữa, ăn đồ Việt mấy bữa là ngớn rồi chẳng hạn, thì có thể đi ra đây. Ở đây có mấy cái shopping mall nhỏ nhỏ, nó bán những đồ antique, những đồ giống như collection của những cái người designer mà họ nhỏ trong một cái vùng á, thì họ bán cho những cái tiệm này. Thì nếu mướn thấy không, mấy chục ngàn đồng tháng. Thì đây là đúng không, Newport Beach anh đã biết là rất là khu rất là mắc, là một khu khá mắc, là một căn nhà đây trung bình vài triệu, vài chục triệu cũng rất là bình thường. Nó có những quán ăn nữa, vô nhỏ đây nè. Bên kia cũng có vài tiệm đồ ăn của nít á, rồi có quán tàu. Đây để chút xíu coi cái cảnh cuộc sống bên đây, giống như hội nhập quen rồi thì thấy này nó có những cái xe classic. Ở đây có nhiều mấy anh giàu lắm, hay khó chạy mấy classic car nè. Đây cũng đi vào bộ ở đây đi. Chỗ này toàn là người đi bộ mà. Thì cái quán Pháp á, thì nằm bên đường. Thì hôm nay không ăn Pháp. Tuần trước hay tuần rồi đó thì đã vô ăn rồi.
em tuần này vô quán ông Ý này thôi tội nghiệp không. Basilite, yeah, Basilite đó, cái quán đó đó, món ăn ngon lắm, họ khá vui. Cái design nó khá đẹp. Riêng để ra đây thì bỏ qua luôn, không sao đâu. Đây đi bộ qua lại thoải mái, thì đa số đây là cái khu đi bộ. Các là cái island mà nhỏ xíu à, chút xíu à. Ví dụ như ngồi ngoài đây, ngồi ngoài trời nữa. Ăn cái đèn cây, cái đèn dầu nữa. Quán nhỏ nhỏ dễ thương. Thì có vài chục vài món nè, đếm rồi ngón tay. Giống như mỗi ngày họ có những món gì này nè. Thì mỗi ngày họ mở cửa thì họ chỉ có vài món nè. Nhiều khi mình kêu cái món đó, còn cái con kia là ông Italian. Một bên là ông Pháp, bên là ông Ý. Nó này dùng ta ăn Ý. Vợ chạy vô trước này, nói vợ em vô trước này. Cho anh đi vòng quay chút xíu cho mọi người coi cho nó vui. Nếu tới khu Orange County thì có thể ghé vô đây. My wife here already. Oh, thank you honey. Hello sir. Quán chút xíu à. You don't order anything yet honey? Yes, I have. Got a glass of wine only. Cái quán này vui lắm. Cái ông chủ quán này ta thấy rồi đó, có người à. Là one man band á. Quán này nó classic, là nhiều khi ngày một buổi chiều thì có khoảng 10 người 20 người vô ăn nè. Nhưng mà cuối tuần thì khá đông, cuối tuần đậu xe là chết luôn á. Còn ngày thường thì họ cứ mở ta từ 5 giờ cho tới 9 giờ đêm họ đóng cửa. Vô đây thì uống rượu đây của mấy anh Ý thì hay ăn pasta lắm, có nghĩa là ăn cà chua hoặc là nấu cà chua. Cái món họ bán giống như là homemade á, tức là không phải là bán giống như cái tiệm khách sạn lớn đâu, nhà hàng lớn, mà giống như là Việt Nam mình có những cái quán mà giống như tiệm bán gia đình á, mà bán chính gốc vô những cái đồ ăn á, thì đây nó y chang vậy, nó bán chính gốc vô đồ ăn luôn, nên ăn không cần phải qua Ý đâu. Nó có thể giống như Ý rồi đó. Cái này là gì đấy mà khai vị appetite, có mussel, mấy đồ cũng bình thường, garlic bread vậy nha. Rồi chút xíu nữa coi cái món chính là ra để cho mọi người coi chút cho nó vui. Mình kêu cái món chính là món eggplant Việt Nam mình, được có nhiều người gọi là gì em, cà giá dê hả? Không phải, gọi là gì? Cà tím, dùng từ kia ghê quá. Từ cà tím, ý của anh cà tím đúng không, nhưng mà chẳng qua họ có chi và có sốt cà chua và mì ấy mà. Còn cái kia là cái lamb rack thịt kiều. Thịt kiều mình sợ lắm, thì nó thơm lắm. Vợ phải ăn thịt thơm thơm, thịt kiều nó phong thái, nó mùi nó giống như thịt dê vậy đó, nó thơm thơm vậy. Ok, ai thích ăn ăn thôi. Lamb wrap. Mình ăn eggplant này, mình ăn gì ta? Rau cỏ cho nó lành. Ăn rau cỏ cho nó lành, sống cho nó dài. Ăn thịt nhiều là bánh chát luôn đó. Đúng là anh quán Ý á, thì cái quán này trong nhận bánh ngon thiệt á. Họ nấu giống như là những cái gia vị mà giống như gia vị ở nhà nấu ấy mà ha. Very fresh. Rất ngon.
chứ không giống như mấy cái quán, dù là những cái quán ngoài Newport Beach, có những quán khá mắc, giống như một món là 60-100 đồng, trăm mấy một món, nhưng mà nhiều người vẫn thấy nó không bằng bằng những quán nhỏ nhỏ này, giá thì cũng không mắc lắm, như một phần như là 30-40-50-60 đô lại, nhưng mà cái quality và cái gia vị của họ làm thì nó thịt qua ngay cả qua bên Ý thì chắc là ngon được vậy nữa. Còn đi nhiều nơi rồi thì thấy nhỏ nhỏ. Không có gì đặc biệt nữa trong cái Boba Island, nhưng mà đồ ăn thì rất là ngon. Ngon quá rồi, có bao giờ ăn dessert đâu. Ông này ông quảng cáo Italian traditional, coi dessert là ăn đây bao nhiêu lần, có bao giờ ăn dessert đâu. À, bánh kem. Wow. By the end of the dinner, we got the light on. No, we have it before. And somebody blow them up then. Okay, đó. Có hơn không? Phút cuối có hơn không? Đó gọi là the last moment, remember forever. You're powerful. The last moment, remember forever. Mà. Thôi kệ. Okay. Hèn chắc cấp bác sĩ là 2 tháng nó mới gặp. Chứ ngày mai mà chắc cấp bác sĩ mà ăn kiểu này, vô bác sĩ là cho uống thuốc hết rồi. Hay ngày mai lên treadmill chạy chết luôn á. Actually, nó không có ngọt nhiều. Rồi, ăn no rồi. Đèn bây giờ nó lên, đường nó lên đèn rồi, lên điện rồi. Rồi, chúng ta đi ra ngoài xe thôi. À, nên đúng ra thì nếu có ai có thời gian mà có công gì đó, có dịp chạy tới đây thì tới những cái nơi này cũng thấy nó khá hay hay. Có thể vừa đi bộ, có thể vừa đi ăn, rồi xong đó có thể đi xuống kia đi dạo. Còn nếu muốn ăn mấy cái quán mà dễ gọi là traditional, gọi là có nhiều khác đó, thì đây cũng có quán Italian. Thì nó gọi là nhà hàng hơn, gọi là commercial restaurant hơn. Còn những đó là giống như là những quán gọi là traditional của gia đình vậy đó. Lần nữa anh cảm ơn nha. Hoặc là gặp lại các bạn những dịp tới đi. Và ở đâu cũng vậy, giống như mọi lần, chúng ta cũng phải đi làm, nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng người thân yêu của mình, đóng góp xây dựng và xã hội của mình. Và nếu có đầu tư thì đầu tư cái đừng đầu tư đầu cơ. Và lần nữa xin cảm ơn các bạn nha.